Tới nơi rồi đó sếp ơi. À mà sếp. Ông đi đâu rồi ta? Sếp ơi, lúc nào cũng chậm chạp lề mề, chị mà cứ kêu đi làm từ thiện hoài. Mà tưởng làm cái gì? Cứ đem ba cái đồ cũ không mặc nữa đi cho từ thiện, rồi chụp hình bó lên Facebook phô trương làm từ thiện mà không có tâm gì làm cái gì. Cái thứ gì đâu á. Cái gì mày? Ây da. Mày nào? Hả? Dạ. Mày mới chửi ai vậy? Dạ xin lỗi sếp. Dạ em coi trên mạng chứ em đâu có dám chửi sếp. Coi chừng đó nha. Dạ. Tới nơi hẹn là phải không? Dạ đúng rồi sếp. Tại chỗ này nè. Hẹn hò gì cái chỗ mà sông nước cây cối tùm như vậy hả? Dạ. Đứng sếp đây hả? Cái gì? Sếp không nhớ chỗ này hả sếp? Sao? Lúc trước công ty của mình từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở đó sếp. Hút cát gây ra sạt lở? Dạ. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Công ty của mình từng hút cát mới gây ra hiện tượng sạt lở. Sao mày không la cho cả xóm mình nghe luôn đi hả? Dạ. Kính thưa bà con, lúc trước công ty của tôi từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở. Mày im đi mày. Ây da. Ây da. Mày chết cái gì? Dạ. Sao mày la lớn cái gì? Em nghe lời sếp mà. Bây giờ tao bốc cát đưa mẹ mày cũng ăn hả? Dạ ăn cho sếp. Cát là chuyện nhỏ. Bây giờ á là đá, xi măng, sắt, thép người ta còn ăn được mà. Nó chi cát. Ờ. Mà cũng nhờ móc cát lậu á, gia đình của sếp mới có được ngày hôm nay đó. Mày thì mày im cái miệng mày. Mày đúng là cái thứ mà đầu óc cu si mà tứ chi phát triển. Mình bây giờ đứng đây hẹn rồi chuỗi đất nó sạt lở chết không? Không có, sếp yên tâm. Trước khi nó sạt lở là nó phải lở đất trước, xong nó mới sạt lở sau. Trời ơi, nó sạt lở rồi, đang sạt lở. Sạt lở mày ơi. Anh sếp bị sao chứ? Không sao. Dạ. Tôi ôm được cái cọc rồi. Cái chân của người ta. Cọc ông nội ông chứ cọc. Do người ta. Ủa, không phải sạt lở hả? Dạ không, biến sát đánh á. Ơi, hết hồn. Hết hồn. Ai đây? Ai đây? À, dạ, đây là ông tổ trưởng. À, còn đây là sếp của tôi. Ô, sếp. Ô, hey. Cái gì vậy ông? Tôi chào, đàn em tôi nó kêu chào vậy đó. À, chào cũng lạ quá. Ê, ra ngoài kiếm cái ghế hai cái vô cho tao, ông ngồi nói chuyện coi. Dạ. Đi lẹ lên. Sếp chờ chút. Chào ông tổ trưởng. Monsieur madame. Madame là đàn bà. Tôi là đàn ông phải kêu bằng monsieur. Monsieur hả? Monsieur đó. Tôi hồi xưa tôi học tiếng Pháp á, chia vẹt bờ động từ đực cái tôi quơ vô một đũa tôi chơi luôn à. Đừng có thắc mắc ông nội ơi, hiểu không? Tôi thấy ông hơi là lạ rồi đó. Lạ hả? Hèn gì ông xuất hiện sau cái tiếng sét đánh. Tại sao vậy? Ông hỏi tôi phải trả lời thôi. Sao? Cái vùng này á, hồi xưa tới bây giờ, cái mùa này không bao giờ có cái vụ mà sét đánh. Ừ. Tôi nghĩ chắc có thằng mất dạy nào làm chuyện độc ác nè. Nó trốn ở đâu đây nè, ông trời ông canh me, ông quất nó mà chưa chết á. Ông là người mới tới đây phải không? Đúng rồi, tôi mới tới. Ông chửi tôi đó hả? Ủa có, trời ơi làm sao tôi chửi ông được. Ông là làm từ thiện làm sao chửi được. Ở cho đây đem ghế vô đây coi. Trời ơi cái gì mà lâu quá trời quá đất vậy. Đem ghế. Quách mày. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Tôi hỏi ông làm gì đó. Tôi làm trưởng ấp. Tôi làm tiểu trưởng. Cái gì vậy? Này sếp. Sếp làm tôi hết hồn. Ngồi xuống đây sếp. Xích đạo. Ngồi xuống đi. Cái gì vậy? Mày chắc cha tao à. Ông lớn chơi kì ông nội. Tao chơi kỹ vậy. Giờ ông đây coi có bao nhiêu thằng lớn. Ở đây có hai thằng lớn, còn thằng này nhỏ. Trời đất ơi. Ê mày đừng có hổn vậy mày. Hai thằng nào lớn? Ăn nói không có biết chừng biết mực gì hết. Đi qua bên kia đi. Đi nói chuyện. Đi qua bên kia. Đi. Đi. Nhìn mặt ông là tôi quế quế rồi đó nha. Quế quế gì mày? Mày làm gì mày quế quế? Mày quế tao gì? Hả? Thôi được rồi. Tao cái ghế không? Hả? Cho mày không còn chảy đầu được nha mày. Thôi được rồi. Ừ. Để xuống đây. Thấy ghét rồi. Đây nè. Nhìn gì? Nhìn gì? Thôi gì đâu. Đi đâu kia mày? Thì vô đi. Đúng rồi, phải vậy mới được. Tôi nói cho ông biết á. Tôi nể mặt sếp tôi thôi nha. Thôi đất ơi. Ngồi ơi. Trời ơi. Nó vuốt đầu thôi mà ông làm cái gì không biết. Nó vuốt đầu hả? Nó bụi con cho nó hiền lắm. Hiền nội tôi chứ hiền. Làm từ thiện mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi à. Tôi đâu có hung dữ đâu. Nãy giờ ông thấy tôi có hung dữ không? Đó. Ngồi đi. Ngồi phải không? Ừ. Merci madame. Nữa.
Mong sư. Thôi có mong cái sự gì, tôi ma đam cho nó sạch sẽ, hiểu không? Rồi bây giờ vô vấn đề. Bữa nay tôi nói cho quý anh biết, tôi chọn một cái khu vực vắng vẻ như vậy nè, tôi mời hai người tới để hai người có thể thực hiện cái dục vọng của mình. Cái gì vậy? Ông An nói cái gì vậy? Tôi là người đàng hoàng tử tế nha. I'm sorry, tôi xin lỗi. Nguyện vọng từ thiện của mình, tôi nói cho ông nghe khổ lắm. Làm tổ trưởng phải ăn nói lưu loát, ngôn từ cũng giống như ngôn tình, hiểu không? Mà tôi thì tôi nói không có được như vậy, không? Cho nên là từ ngữ không có được suôn sẻ. Thôi bây giờ vậy nè, ha, tôi sẽ giới thiệu cho ông một số phần tử mà cơ nhở ở đây. Đâu có nói phần tử, chứ nói gì? Nó là thành phần, hiểu chưa? Thành phần là ông nói sai đó. Sao? Mình phải nói là hoàn cảnh cơ nhở. Thành phần gì? Thành phần gì? Ông học lớp mấy là thành phần gì? Hả? Ông nói mà không biết mắc cỡ với cái mục rùi của ông, mệt quá à. Liên quan cái mục rùi của tôi? Trời đất ơi, nó nhảy lên nhảy xuống hoài, mệt quá trời ơi. Nói chuyện với ông thì tôi rối thiệt đó nha. Rối gì mà rối? Ông, tôi là, ông là tổ trưởng ai bầu cho ông? Hả? Hả? Không có quân nào bầu hết á. À, mấy đứa kêu là băng nhóm nó bầu. Cái gì? À, nữa. Băng nhóm hả? Không lỡ bà con cô bác bầu, hiểu không? À. Nói gì? Khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nè. Sao? Trước khi làm tổ trưởng ông làm nghề gì? Ông hỏi nhân thân tôi phải không? Ừ. Tôi cũng tình thiệt tôi nói ông. Trước khi mà tôi làm được tổ trưởng uy tín tôi tràn trề, tôi làm ở bên trung tâm truyền máu huyết học đó. Ồ, vậy là làm bác sĩ. Làm bệnh viện nào vậy ông? Bệnh viện con khỉ khô. Nói cho nó văn minh vậy thôi. Chứ tôi làm ở thục thập huyết heo, là heo chính hưng ông nào. Trời đất ơi, ông thọc huyết heo mà không nói trung tâm truyền máu đi học, trời đất ơi. Thấy cha này chả ngu nữa không? Ngu gì? Trung tâm truyền máu huyết học là tôi nói theo ngôn tình, văn tình, hiểu không? Chúng ta thấy mình là con người biết có văn chương. Chứ thật sự thọc huyết heo máu nó xịt ra rồi bưng cái thao đó đem đưa cho mấy bà bán cháo huyết, có phải là truyền máu không? Mệt ghê, nói chuyện mắc cỡ với cái mục rùi ổng. Thôi đụng chạm này nha. Xin lỗi. Tôi nói ông nghe, thọc huyết heo là cái nghề sát sinh mà. Tôi thọc một thời gian tôi cảm thấy khó khăn quá, tôi thấy có tội với lại ông bà tổ tiên, tôi không thọc nữa. Mà tôi nghe lời động viên của anh em, tôi lên đường đi cầm súng. Ông bị lính hả? Không có đi lính. Chứ làm gì? Tôi đi cướp. Cướp có vũ khí hả? Thì cướp là phải có vũ khí. Đứng lại, đưa tay lên. Mi đã lọt vô ổ phục kích này rồi. Có bao nhiêu tiền vàng, đưa ra đây. Không đưa. Hum. Chết không? Tôi có chết. Bởi vậy súng giả mà làm sao chết được. Đi cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm đó cha nội ơi. Cái gì kỳ vậy? Cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm. Cướp cái gì? Hột xoan hả? Never. Vàng? Never. Thế cướp cái gì? Cướp gỗ bánh mì. Dù đi. Có ổ bánh mì mà bị ở tù 2 năm. Ổ bánh mì luật pháp nghiêm minh. Mình dùng súng mình uy hiếp quốc ổ bánh mì thì giờ phải vô tổng gửi lịch 2 năm. Đó ổ bánh mì còn nhỏ nha, 2 năm nha. Ông cướp cái lớn coi chừng múc chỉ cà tha gửi lịch mãn đời luôn đó. Là sao? Thôi đừng có hỏi cái vụ nữa. Kiếm luật sư hỏi thì mệt quá. Thiệt á. Trời đất ơi. Mà tôi nói ông nghe. Sao? Bữa nay tôi tới đây là làm từ thiện ha? Tôi không có rảnh mà nghe ông kể ba cái chuyện quá khứ trinh tham xuống ống của ông. Thấy chưa? Tôi cũng đâu có rảnh. Tôi đâu có rảnh. Ông không rảnh sao ông hỏi tôi? Cái gì? Ông hỏi tôi mới trả lời. Với mắt cha gì tôi hỏi tôi trả lời. Ông trả lời tôi làm chi tôi mới hỏi tiếp. Ông nói là ông có mắc cỡ với một rùi ông không? Tôi không có giỡn với ông nha. Giỡn gì? Bây giờ nè, ông ngoài xe đó, tôi rất nhiều đồ làm từ thiện. Biết. Ông kêu ai nghèo khổ thì tôi làm cho lẹ lẹ, tôi đi về nữa, tôi bận lắm. Ở đây biết bao nhiêu phần tử nghèo khổ, ông dòm đi. Cái khu vực sông này nè, trời đất quỷ thần ơi, hồi xưa bình an vô sự. Từ ngày cái quân mất dạy hút cát trên sông, nó hút cát lậu, ông lậu nó hút, hồi xưa nó lấy cái sáng cạp nó mút, bây giờ nó lấy cái ống ba lớn rồi nó hút. Bây giờ Hà Bá Thủy Thề còn dọn đi chỗ khác ở rồi đó. Tôi yêu cầu ông đừng có nhắc tới ba cái chuyện này nữa không? Mấy mất dạy hút cát lậu mà không chữ hả? Tôi nghĩ bây giờ nó biết dạy rồi đó nha. Thằng nào đâu biết dạy. Ông lo cái chục nhiệm vụ ông đi nha. Rồi. Kiếm ai nghèo khổ tới đây cho tôi. Rồi tôi sẽ đưa cho ông một phần tử mà ông dòm, ông rớt nước mắt liền. Một rùi sẽ chạy đi chỗ khác, không còn ở trên mặt ông nữa. Trời ơi, bà Thủy ơi, bà Thủy. Tôi lại bà Thủy ơi, bà hẹn 7 giờ mà sao giờ này bà trâu ở chỗ nào bà Thủy ơi. Tôi lại bà. Ê, gì? Ông giỡn mặt hả? Giỡn gì?
kêu Hà Bá làm gì? Hà Bá nào? Ông mới kêu bà Thủy. Tôi đã nói Hà Bá đi định cư chỗ khác, chỗ này ông nội cũng Hà Bá ở cũng được nữa, bây giờ còn có bà Thủy. Bà Thủy là bà Tạ Thu Thủy, hiểu không? Nhà bà ở đây, đất bà ở đây, có quân hút cát mất vài hút thôi. Được rồi. À. Nói hoài. Rồi nghe giờ, rồi. Bây giờ sạt lở, bây giờ bà ở trên cái ghe nè. Bà Thủy ơi, bà tới chưa bà Thủy? Trời ơi. Tới rồi nè. Đó, Thủy tới rồi kìa. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Bà Thủy. Ờ, bà Thủy đó. Cũng chào. Có hút láng mất dạy đó bà. À, chào. Dạ, chào bà. Ê, dạ. Sao nhìn mặt cái cậu này quen dữ không? Quen không? Quen. Tôi quen hồi nãy giờ tôi nhìn mà tôi không thèm nói á. Ông nội này ông quảng cáo cái thuốc gì trên truyền hình mà của Nhật Bản trị bệnh ung thư đó. Sugoi Fukada. Ờ, đúng rồi. Cái thuốc đó đó mà có bộ đồ vest đen mặc hoài, có cái gì cũng mặc bộ đồ vest này không? Vậy đi cha. Hả? Tôi có thay áo sơ mi ở trong mà. Bà Thủy. À. Bà thấy tôi cũng đúng. Tại vì tôi hay lên báo chí là truyền hình lắm. Tôi hay làm từ thiện đó mà. À phải phải. Mời bà ngồi. Xích đạo, xích đại. Ừ. Ma măng xích đạo. Bà ơi. Hả? À, bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 86. 86 tuổi. À, bà đi tới đây với ai vậy? Đi một mình anh hả? Ủa chồng con đâu? Chết hết rồi. Ủa tại sao vậy? Hả? Tại sao chết? Hồi xưa nhà ở đây nè, có mấy công đất với cái nhà ở đây. Dạ. Rồi bị sạt lở chết hết rồi. Thì cái quân mất dạy hút cát lậu đó. Được rồi. Cái bữa đó đó là tôi đi họp đặng gửi tiền cứu trợ lũ lụt. À. Rồi 9 giờ đêm mà tôi về tới nơi tôi thấy không còn nhà cửa gì hết, đất đai nó cũng không còn. Tôi quảng hồn quảng vía, tôi kêu ông ơi, xong tôi nghe tiếng chồng tôi dưới sông, tôi soi cái đèn pin xuống thấy ông ôm cái tủ lạnh nằm dưới. Ủa sao ôm tủ lạnh vậy bà? Thì nó sạc mà, nó sạc lỡ rồi ôm được cái gì ôm, miệng sống thôi. Ờ, thì cũng không ai cứu hả? Ai đâu cứu, nó sụp nguyên một xóm, ai cứu ai. À. Đó, rồi một năm sau ông buồn, ông thất chí, ông chết rồi. Ông nghiệp lắm. Chắc có lẽ là ông thất chí. Ông buồn cho nên ông mới tự tử phải không bà? Ông bị cúm gà. Người Trung Quốc vậy? Ông thất chí, ông buồn bị mất của mà. À. Buồn quá. Rồi cái bắt đầu sinh tật đi nhậu. Oh. Nhậu xong bữa đó nhậu sao nó làm cái mồi nhậu đó trúng con gà bị cúm. Cúm gà chết queo rồi. Bữa đó có rủ con cha này đi nè. Đúng rồi. Mà bị bữa đó ổng mắc dẫn đàn em đi quýnh lộn. Trời đất ơi. Cho nên không đi chứ ông thôi giờ không phải ôm tủ lạnh như chồng tôi mà ôm cái tủ thờ luôn rồi. Đúng rồi. Nói chung đầu dây mối nhợ cũng tại cái quân bờ hút cát đó. Bà Thủy. À. Tôi thấy hoàn cảnh của bà rất là nghèo khó. Dạ. Bây giờ tôi tính như vậy. Tôi sẽ thay mặt công ty tôi tặng cho bà một miếng đất. Ốc. Ngang 1 mét. À. Dài 2 mét. À. Dạ. Đất kỳ lạ hả? Đất đâu mà kỳ của ngang mét dài 2 mét ở khu nào? À, cái đó là ở trong khu nghĩa trang công ty mới thành lập đó mà. Trời đất ơi, bà bị cái quân mất dạy khốn kiếp hút cát lậu nó làm tan nhà nát cửa bà, bây giờ ông tù cho bà chết luôn hả? Không phải, nó có lý do mà. Hồi xưa đó tôi kinh doanh ở dưới nước á, à. Thấy ác quá cho nên tôi mới nhào lên bờ tôi làm kinh doanh cái đó. Đúng rồi, yeah. Trên đời này có 2 cái nghề mà độc ác nhất là nhất phá sơn lâm, nhì đâm Hà Bá, mà cái thứ hút cát mất dài á, này, 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 là Hà Bá đâm hả? Ông nói ai đâm? Hả? Đâm ai? Hả? Hà Bá đâm. Ông đâm thì có. Thì tôi đâm, đâm gì? Hồi nãy giờ ông nói chuyện ông đâm thọt tôi đó. Đâm thọt cái gì? Ông đâm. Bà, tôi. Bà gì? Hả? Ông là cái thứ đồ cái thứ vô duyên có một rùi thấy phát ghét. Bà im đi. Rồi sao? Rồi sao? Tôi đâm ông mới đừng nói. Tôi đâm ông á. Ông đâm à? Đâm ông, đâm ông. Đây 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 đâm tôi đi, đâm tôi đi. Mà từ ngày chồng chết giờ không ai đâm. Mấy hai người ngồi, tôi ngồi ở giữa đây tôi già rồi. Hai thằng đâm qua đâm lại xong đâm mẹ tôi chết cho rồi đi. Không có đâu bà ơi. Tại cái ông này ông
nói năng gì đó mà hồ đồ. Hồ đồ ông nội ông chứ hồ đồ. Chứ tự nhiên bây giờ tôi cũng không cần chết, thấy không? Chưa gì hết đó, cho tôi cái quyệt làm gì? Tôi không lấy. Nghĩ sao mà cho bề ngang một thước, bề dài hai thước. Thôi được rồi, đó là cái sơ ý của tôi. Xin lỗi. Bây giờ á, bù lại tôi sẽ cho bà một miếng đất ngang 5 mét, dài 20 mét, tôi xây nhà cho nó cho bà ở luôn. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, nhiều quá, ta được cái nhà rồi. Được cái nhà, cái gì qua đây giùm tôi. Cái gì vậy? Ông sơ bằng ta lớn tuổi. Thôi cái gì, để ta làm việc, tôi là tổ trưởng. Nè, tôi nói cho bà Thủy biết, cái chuyện mà nhận này kia là phải qua xác của tôi tổ trưởng, hiểu chưa? Đâu, cho nhà tôi. Để tôi tính. Nè, bây giờ tôi nói cho ông nghe, ông làm từ thiện phải đúng nơi đúng chỗ, thấy không? Thì vậy đúng quá rồi chứ còn gì nữa. Đúng đâu mà đúng, ông nói là không biết mắc cỡ với một rùi ông hả? Nè, ông nói một rùi đó tôi giả tét mày với nha. Sao, tôi không nói một rùi nữa mà tôi nói ve chó được không? Bỏ nó đi. Tập trung vào chuyên môn. Rồi, ok. Chuyện nhà, giải quyết cái chuyện nhà đó. Rồi, nó làm vậy. Xóm này ai cũng tan thương hết, ai cũng bị sạt lở. Có người không có nhà, bả có cái ghe mà ông cho bả cái nhà vậy là bất công. Cái nhà đó không được cho bả là cả xóm này đi dạy giặt. Mà tôi là lãnh trách nhiệm đâu, biết chưa? Mắc mới gì ông lãnh trách nhiệm? Trời đất ơi, cho phải công bằng. Bả có cái ghe làm gì cho được nhà. Tiêu chuẩn là có ghe rồi, bây giờ chờ tôi dỡ sổ ra. Cũng sổ rồi tôi coi có ai mà hợp lý đúng tình hình thì tôi đưa cho ông. Coi. Ai đây coi. Đây nè, con bé Ba nè. Đây nè, con bé Ba là một trong những phần tử neo đơn nè. Khổ sở lắm nè. Trời ơi, con bé Ba này, vợ chồng của nó, tôi nói thiệt, tôi nói hoàn cảnh ra ông nghe là ông rớt nước mắt luôn. Sao vậy? Trời ơi, vợ chồng nó chí thú làm ăn mà nó nghèo rớt mồng tơi ông ơi. Tầm bậy. Chí thú làm ăn mà nghèo rớt mồng tơi. Đúng rồi, ông nói vậy là đúng. Đây nè, có bà chú em mới vừa tới không có biết đâu, vợ chồng nó chí thú làm ăn lắm. Nó làm ăn gì bà? Ông biết không, nó đi mượn tiền bà con hàng xóm nè ha. Dạ. Rồi nó cầm cái nhà của nó nè ha, rồi nó cầm từ đường gia đình nó. Đúng rồi. Nó lo mần ăn. Nó mần ăn cái gì bà? Nhưng mà thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa, cho nên nó mới thất bại. Sao thất bại? Nó thầu đề đó. Cái gì? Nó thầu đề với lại thầu đá banh. Trời đất. Trời ơi, ta nói trong vòng một ngày nha, sau 4 giờ rưỡi nó ra 4 con xỉu chủ. Rồi sau 2 giờ khuya nó đá vô 2 trái, 2 vợ chồng trắng tay. Cái gì mà vỗ mông tôi hình thạch vậy? Cái vụ đó ai kêu bà nói? Ủa thì cháu ruột ông mà. Ủa, cái gì? Cháu kêu ổng bằng chú rượu á. À, thì ra là ông móc người nhà để lấy những cái đồ từ thiện của tôi hả? Móc hầu nào? Ông làm cái gì vậy? Đúng rồi, chưa lấy được miếng nào mà chửi người ta làm sao? Dẹp. Bỏ qua cái chuyện đó. Rồi. À. Cái nhà. Bà đừng có lo. Nếu mà tôi đứng trước đây mà tôi làm cái chuyện này giao nhà cho bà, ông này ông sẽ ganh tị, hiểu chưa? Bây giờ tôi tặng bà một món quà thực tế hơn, sai liền. Chờ xây nhà đã lâu lắm. Phương. Hay không? Để ông hoài vô. Nóng dầu mà. Dạ sếp. Rốt cuộc không bên nào được ăn hết trơn rồi. Ông dài. À tại bà nó mặc hay tùm lum mới không được hay chưa. Cái gì tự nhiên ông cho. Trời có quà, ơi rồi. Mày đập tạ cho cố vô mày đẩy không nổi. Nặng lắm sếp ơi. Đây. Ôi ôi cái gì bự chán hả trời. Cái này cái quà gì này của tôi mà. Của tôi. Tôi hỏi thôi mà. Cái này cái gì hả? Cái hòm ông lấy không? Tôi chở tới nhà cho ông luôn. Thôi cái này đưa bà muốn nhận gì bà nhận, khỏi coi sổ. Rồi để qua kia. Ông lấy đi. Thôi, tôi còn yêu đời lắm. Để qua. Bà vài bữa. Ê, xảy để đây được rồi. Xảy qua sếp. Rồi xảy qua bên kia. Mày cái gì mà yêu vậy? Cái gì vậy? Đây. Cái trang thờ hả? Mày. Không phải, từ từ rồi bà biết. Mở. Đây là cái ghế massage. Tôi sẽ tặng cho bà. Bà đem xuống ghe. Bà treo mệt, bà sẽ leo lên ghế này. Nó sẽ làm phục hồi sức khỏe bà. Chờ tôi chút. Thì sao? Bà đi đâu vậy bà? Đi đo cái ghe. Thôi không cần đâu bà ơi. Tôi thấy như vậy nè. Cái ghế này thì bà đem xuống ghe bà để không có được đâu. Trời ơi, bà để là chỗ nào bà nằm? Khoan. Ông bình tĩnh. Hãy tìm hiểu qua xuất xứ này. Cái này là cái gì? Đây là ghế massage Luraco, duy nhất sản xuất tại Hoa Kỳ.
vậy là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ôi trời đất ơi, đau chân, bị đau chân dữ lắm. Đúng, mà cái ghế này đặc biệt là cái gì? Là chỉ duy nhất phục vụ cho các quân nhân Hoa Kỳ và đã đoạt được, giành được nhiều giải thưởng danh dự. Tôi xin tặng bạn. À, vậy được. Nó nghe cái gì vậy? Trời đất ơi, bà lấy cái ghế này không có được đâu. Sao vậy? Tôi hỏi bà đem cái ghế này xài điện nha, bà đem xuống ghe bà để. Bà chạy tới đâu rồi, trụ điện cắm tới đó hả bà? Không lẽ cắm vô cái lỗ mũi bà mà chà xài? Mới mốt nhiệt điện nó mở ra nhiều xài được chứ. Nhiệt điện thì ô nhiễm chứ xài. Thôi để tôi. Để tôi. Bây giờ vậy tôi là tổ trưởng, ha. Cho nên để tôi thử, nếu có gì tôi hy sinh, ha. Còn tổ viên của tôi phải thương tổ viên của tôi. Cầm công sở tôi lên tôi thử coi. Ông muốn thử hả? Muốn thử. À được. Thương. Dạ. Rồi. Nhấn lúc cái coi nó ra làm sao, nó mát xa làm sao. Thử thôi nha. Ừ. Bấm chưa? Rồi. On off chưa? Rồi. Ông thấy sao? Cái gì ông rồi? Ủa ghê. Mày bấm cái nút gì mà ông ghê dữ vậy? Bấm nút khởi động. Yên đi em đi. Gì vậy? Ôi xạo đi chạy nội. Gì vậy? Ghê thì chưa cắm điện mà lấy gì lên. Tôi thử anh thôi. Vậy. Thấy chưa? Nè bà Phương. Cái ghế này sao trông nghe quen vậy mày? Dạ. Cái ghế này á là của cô chủ đó. Cái gì? Của cô chủ á, muốn mua cái ghế mới, nó nhiều chức năng hơn. Mà cái ghế này á, xài bền quá, nó không có hư. À nói rồi, cái ghế này Luraco này nó bền lắm, xài lâu, nó không có bị hư. Cho tôi thử một cái nữa coi. Tao. Thử hoài. Ông khỏi thử, ông thử, ông đứng cứ ố về khó chịu thế mẹ. Bây giờ tôi nói ông anh nghe. Biết cái này là nó sẽ giúp cho tôi có sức khỏe, nhưng mà đem xuống dưới ghe không có chỗ để. Bây giờ ghe tôi không có nhà có cửa, bao nhiêu đồ tôi để hết ở dưới ghe đó. Rồi còn mấy chục cái bằng gia đình văn hóa nữa. Bằng gì? Mỗi gia đình ta có bằng, bà làm gì mấy chục bằng, bà nói quá bà Thủy ơi. Tôi không có nhà, tôi sống trên ghe. Rồi tôi chèo ghe tới đâu mà tôi tấp vô cái tới đó, cái hệ nó phát bằng cái nó phát tôi một cái. Cái tôi đi tới chỗ khác tôi đậu cái nó phát cái nữa. Nó phát riết mà 20 cái, 20 mấy cái. Mà có cái bằng này tôi không hiểu nè. Bằng gì? Cái bằng gì mà tiên dương gia đình mà 5 năm không tổ chức quýnh lộn. Cái bằng gì la dữ. Thì bà ở con mình bà đâu có quýnh lộn với ai đâu. Đúng rồi. Cái bằng đó là phải rồi. Nhưng mà tôi nói vậy nè. Sao? Cái ghế này nếu mà cho bả là tôi thấy sái nữa rồi đó. Tại sao sái? Sái. Quá hợp lý như vậy là sai. Ông không có biết, ông không có ở trong cái tổ này, ông không có biết. Cái tổ của tôi còn nhiều người mà phải tan thương lắm. Ai? Đấy. Ai tan thương hơn chờ, bà Thủy? Chờ chút xíu tôi dở sổ tôi coi nè. Rồi dở sổ nữa. Dở sổ tôi coi nè. Đây nè. Còn đây đi biết bao nhiêu thành phần. Đây nè. Tí. Thằng Tí này tôi nói thiệt nha, 17 tuổi mà tôi chưa thấy đứa nào mà nó có hiếu như thằng này. Tôi dám nói với ông, thằng này nó có hiếu nhất Thái Dương Hệ luôn đó. À. Nó thương cha nó lắm, cha đã làm cực khổ chạy đêm chạy ngày. Bữa đó ông bệnh, lao lực, chủ đuổi nó phóng vô, nó giành cái chỗ của cha nó làm để nó thế cha nó nuôi cả gia đình. Thằng có hiếu dữ lắm. Mà bây giờ nó bị một cái chuyện là nó nằm bán thân bất tội, nó nằm một chỗ nó phải cần cái ghế này nè. Tội quá hả? Sao nó bậy? Thì nó chạy. Làm sao nó bậy? Thì nó chạy xe. À đúng rồi. Thằng mà, ông nói là bị bại liệt đó. Rồi thằng đó nó tôi biết nó mà. À vậy hả? Nó làm lụng giỏi lắm, nó tiếp theo cái nghề của cha nó mà. Bà nói đúng à. Nó cái nghề gì vậy bà? Chở thuốc lá lậu. Bà nội cha nó chở mà Honda ngang, mà nó xấy cái nòng to hơn cái nòng Đại Bác vậy đó. Nó chạy nó phóng 180-190 cây số giờ không. Một xe của nó nghe, nó chở bằng xe Honda, mà một xe của nó chở xuống chuyển lên một container vừa kính luôn. Trời đất ơi, dữ vậy hả? Bữa đó nó ban vô tôi nè chứ đâu. Bà đi trên lệ bà không đi, tại sao bà ban xuống, bà thấy nhỏ bà còn ban xuống hả? Tôi ban xuống hồi nào? Bà ban xuống mới tải ra tai nạn. Đừng có nói tầm bậy ngang, tôi đi mua chai nước tương, tôi đang xách tôi đi giống vậy. Cái đường có 2 thước, nó chở cái bề ngang 3 thước mà nó phóng như ngựa vậy đó. Nó phóng xong rồi cái hàng của nó mới móc vô cái tay của tôi, mới hất cái chai nước tương ra, rồi nó cán lên chai nước tương, nó mới té, nó gãy xương chứ.
Nhưng mà cháu kêu ông cậu ruột đó. Cái gì? Cháu nữa hả? Ờ. Sao ông nhiều cháu quá vậy? Hả? Mất toàn người nhà đó không à? Trời ơi, thì giúp trong nhà trước mà ra ngoài chứ. Không mới giúp được. Ôi, trời, cũng có đồ cho mà cũng khó khăn quá. Thấy thôi, chưa? Tạm ngưng cái vụ này đi. Dạ. Rồi. Hương. Dạ. Ra ngoài coi còn cái gì đem vô hết đây. Được. Lấy nữa thôi sếp. Ừ, lấy hết. Nhưng mà nhớ, một cái gối đặc biệt, có cái chữ phụ nữ đem vô đây. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Lẹ lên. Bà làm bây giờ không có ăn thì cũng ăn ít ít thôi chứ làm từ thiện mà ăn cò quá trời hả? Trời đất ơi, bà nín chưa? Nín chưa? Con khóc đâu mà nín, nói mà nín gì? Trời đất ơi, tôi chưa thấy con mẹ nào như con mẹ này, chắc bữa nào tôi đốt ghe bà quá. Trời ơi. Ok, à, đây. Có này kìa. Có quà rồi sếp. Ừ. Cái đó là gì vậy? Gì vậy? Quần áo. À, thôi quần áo thôi khỏi coi sổ. Bà Thủy, đây là cái món quà rất là thực tế. Bà có thể dùng liền. Mời bà vô trong thay. Thôi cảm ơn, để mai mốt tôi thay cũng được. Ồ, làm từ thiện là tôi phải cần chụp hình đưa lên báo chí, hiểu chưa? Ừ. Ây da, người ta kêu thay thì cứ thay đi. Người ta làm từ thiện mục đích không phải là cho quà. Mục đích là người ta chụp hình, người ta đưa lên mạng, người ta đánh bóng bù lia cái tên tuổi người ta, hiểu không? Tôi lại bà giờ bà. Phải đi thay hả? Thay liền ra đây. Cổ dữ vậy. Ghê luôn rồi. Còn người khác nữa chứ bộ mình bà hả? Mệt hết sức luôn à. Giờ cái ghế này thấy mê quá trời quá đất luôn thiệt. Dồn cái ghế này tôi thiệt. Ngồi lên chút xíu mà thiệt mê nó còn hơn mê vợ nữa trời. Đừng còn nói ông lên thử nữa nha. Thử chút xíu nữa coi trong thời gian chờ đợi bác thay đồ. Mày bấm cái cho tao phê cái coi mày. Hả? Bấm cái coi. Trời đất cơn nghe nó êm quá trời luôn. Bấm rồi. Rồi xong rồi đó. À, nó coi lên cổ đó, xuống sườn sống, xuống sườn cùng quá, đi qua ngã ba rồi xuống hai chân. Cái gì mất nết em nội? Da mất nết không à? Ông nít đi. Bước xuống. Bước xuống. Nghe không? Có lâu tài không? Cái xương đen một cái ghế này, nghe chưa? Ông là cái thứ vô liêm sỉ. Rồi coi, chữ nặng quá vậy. Nặng sao không nặng? Nè ông nín nha. Nín gì? Từ từ tôi bước xuống. Nhưng mà khi tôi ngồi trên cái ghế này tôi mới có cảm giác nè. Cảm giác gì? Nội ơi, bây giờ tôi mới nhìn thấy có những cái ghế mà khi người ta ngồi lên cái ghế này rồi, dù chửi mắng miệt thị như thế nào họ cũng không bao giờ tuột xuống. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Khi mình tuột xuống phải có con cháu mình ngồi thế. Không có con cháu gì hết trơn đó. Tôi mời em xuống. Thì xuống từ từ làm dữ hả? Lẽ ra với từ thiện mà làm dữ hết trời. Trời đất ơi, mai tôi ra chợ tôi mua 4-5 cái vậy thôi. Đó. Ô, hot girl, hot girl. Hot không gỡ sếp. Cái này là woman in red nè. Woman in red. Trời ơi, dòm xa xa tưởng Hồ Ngọc Hà chứ. Nhìn tóc lên đi. Bà đó hả bà Thủy? Trời đất ơi. Sao sao? Bà Thủy, vén tóc lên coi. Sao vậy? Bà mặc bộ đồ này tôi dòm tôi thấy bà trước sau như một á. Mặc cái bộ này rồi vô xong vừa bước qua mương. Sao? Ca chặt nó chết. Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Cái gì? Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Da ta trắng là tại người ta có tiền, người ta đi tắm bùn. Còn tao ngày nào tao cũng tắm sình á, nên nó trắng. Thôi thôi đừng có nói nhiều bộ đồ. Mà đi tặng cái bộ đồ gì mà bất nhân vậy? À, bộ đồ này đâu bà ông nội? Đi tặng cái bộ đồ gì đâu mà gió xong nó lồng lồng luôn. Tên nó bào ngư di ca. Nó lạnh tai hết trơn rồi. Còn ngư di ca ở đâu? Thì người ta nói vậy mà không tìm hiểu không chứ. Thôi được rồi. Dạ. Nè, bộ đồ này đâu mà mày có mày đưa. Nè bà Thủy mới nói tôi mới nhớ. Bộ đồ này đâu cho quen quen vậy? Dạ bộ đồ của cô hai. Trời ơi. Dạ. Sao mày lấy đồ con gái tao mày đưa cho? Tại cô hai lúc trước á, mặc bộ đồ này đi đua xe mô tô á sếp, mà bị tai nạn chết người, nên mới cho đi từ thiện á, cho xả xuôi, nên mới cho bả đó. Trời ơi mày hết chuyện rồi. Trời đất mày lấy đồ của mà con gái tao mày bị tần. Mày làm mất mặt tao quá. Thôi đi ra ngoài. Đi ngoài. Lấy đồ vô đây chụp hình này đi về.
Ồ, con dạ, dạ. Con dạ, dạ. Chụp hình nữa hả? Chụp hình đó bà. Chụp hình. Chụp hình đó bà. Nhanh nhanh đi chứ đây lạnh quá rồi. Bình tĩnh đi. Gắn đi, gắn đi. Bà lạnh không? Mà gió nó vô. Gió hả? Tôi kéo xuống. Thì đứng che cho bà đi. Gió kéo xuống nè. Kéo ở xuống nó ra tuột ở trên. Cầm giùm đầu anh. Rồi. Đây là công ty của ông đó hả? À. Công ty Cực Lạc. Mấy cái máy chụp hình đây chụp chụp. Đấy, chờ xíu chụp hình. Chụp nha, đứng im nha. Ê khoan, khoan, chào, để chào. Cho tao. Ờ, vậy đi. Chụp nha, đẹp rồi đó, đó. À. Bắn tim, bắn ông tim. Ông chốt, dừng ở đây. Rồi, ok, đẹp rồi đó. Rồi, sao? Ừ. Bao nhiêu vậy? À, cho được 200 triệu. Ờ, le lưỡi muốn chết mẹ luôn. Đây, đây, cầm đây đi. Cho hiện, nhanh đi sếp. Đây là tượng trưng thôi. Ủa, đê. Quan trọng là hiện kim. Hiện kim, hiện kim. À. Cái này mới quan trọng. Cảm ơn cho bà. Đây là tôi tặng riêng cho bà. Cảm ơn. Nha. Thôi được rồi, xong chưa? Đi lẹ đi sếp. Sao? Đi đâu? Đi 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 vô. Đi qua. À dạ. Cảm ơn nhiều. À, chào bà nha. À. Gì vậy? Sao ông giật vậy? Giật cái gì? 200 triệu mà mỏng lét trong cái bao thơ thì tôi nghĩ không phải là tiền mặt mà nó là cái gì? Xét. Hiểu không? Ngân phiếu. Thì đưa tôi đi lãnh. Bà lý do gì bà lãnh được? Nhà cửa bà trâu xong. Giấy tờ tùy thân của bà Hà Bá giữ hết trơn trọi rồi. Bà lấy tiền ở đâu? Ủa bà lấy điều kiện nào mà vô ngân hàng bà lãnh cái này? Chỉ có tôi nè, tôi mới còn căn cước còn này kia, tôi vô tôi lãnh thế cho bà. Hiểu chưa? Ờ. Để coi trong đây coi đó. Ủa gì kỹ trời? Tôi có tờ gì trong đây có 10 đô. Tôi nó coi cái bao thơ gì kỳ vậy trời? Hà Bá rượt hai con cụ hồn này trời đất ơi, nó từ thiện cái kiểu gì vậy trời? Thôi, của đổ hốt, thôi bà lấy 5 đô đi. Tôi lấy 5 đô, tôi còn 5 đô, vậy đi. Sao có 10 đô mà ông cũng chia? Trời đất ơi, không có tôi rồi bà có hốt được bộ đồ này không? Hả? Hốt cái bộ đồ này rồi 5 đô đủ tiền mua dầu cạo gió không? Có còn hơn không? Có bây giờ đừng có nói nhiều, ngày mai 4 giờ sáng thức dậy chiều ra bên còn đó, thấy không? Ở bên đó có hai đoàn từ thiện đó, tôi sắp xếp rồi vài bữa thời phó biểu lịch sao tôi báo nữa cho, thấy không? Đi, đừng có nói nhiều, đi. Ờ, à, thôi tôi đi. Ừ. Nhớ, ông nhớ canh cái đầu đó giùm tôi nha. Ờ, bây giờ xuống ghe mang về xuống ghe được không? Không phải, tôi vô tôi thay đồ chứ trâu nó rượt là chết mẹ luôn á. Trời đất ơi, mặc cái bộ đồ thiệt tình. Trời ơi, từ từ. Bà coi chừng mấy con gà lâu nó dí bà nó đá đó. Trời ơi, cái ghế này đã quá rồi. Đi về tao hốt cái ghế này đem về nhà. Ừ, ghim dạ. Tiện vô. Rồi lấy ghế về. Sướng. Dạ, lấy ghế về sếp. Ông ngồi bà gì? Đi xuống. Đi xuống. Xuống. Cho từ thiện rồi bà làm gì xuống? Cho ai thì cho, mà không ông cho, không có cho ông. Ghế này ông từ thiện rồi mà. Đi xuống đây đẩy về ghế còn ngon mà. Bây giờ tôi nói ghế còn tốt. Dạ. Đem về. Dạ. Hàng mà từ ba từ thiện mà trời đất ơi. Trời đất ơi mấy ơi. Sạc lỡ nữa rồi. Sạc lỡ nữa rồi. Nó sao sếp? Cái gì? Bơ người ta nó sạc lỡ. Bơ người ta sạc lỡ. Dạ, pháp sư còn... Nằm xuống! Con gái con lứa nằm vậy hả? Nằm đàng hoàng coi! Ủa vuốt ve lại! Sao vô nhà tự nhiên thầy pháp kêu nằm xuống nằm liền như ngu vậy trời? Đứng lên! Dạ đứng! Đứng hai chân! Dạ đứng hả? Ủa đây đứng sáu chân và hai chân! Hai chân! Đứng hai chân! Dạ hai chân rồi thầy! Nhảy đi, nhảy nhảy, tăng 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 tăng
vô cúng chứ phải làm gì đâu mà tự nhiên kêu le lưỡi liếm sao tôi làm được. Không được thầy ơi. Đáng hả? Nói ra lại. Thế là lại tao lớn rồi. Ô. À, bệnh viện tâm thần mới thả ra hả? Dạ đâu có. Sao dạ. Vào trong này thè cả lưỡi ra thế? Đâu có đâu, tôi vô tới đây tôi kiếm pháp sư. Mà ông pháp sư ở trong ông kêu tôi làm cái gì tôi phải làm vậy. Tại vì ông linh thiêng lắm. Anh là ai cho tôi gặp ông pháp sư được không? Pháp sư à? Dạ, Trần Phiêu Diêu. Đây. Ủa, pháp sư đây hả? Tôi là pháp sư. Dạ, thế không, mỗi lần pháp sư bận màu đen mà hôm nay xanh dờn vậy. Dạ, còn tươi quá. Vẫn còn xanh tươi. Dạ. À, sao vào tự dưng là thè lưỡi thè đùa ra làm gì thế? Dạ tôi đâu có biết đâu, thầy kêu tôi làm gì tôi làm vậy à, tôi ngoan lắm. Ô, tôi có kêu bà đâu. Chứ nãy giờ thầy kêu ai? Nãy giờ tôi tắm lợn. Ủa thầy nói vậy là thầy nói tại sao tôi như con heo vậy đó hả? Không, tôi tắm con lợn, tôi có nuôi con lợn nên nó là thú cưng của tôi. À vậy hả? Tôi bảo nó đứng hai chân lên nằm vật vã ra mà. À, hả? Chứ thầy không phải nói, kêu nói tôi là heo đúng không? Không, tôi không nói bà là heo, tôi không nói bà là heo, là lợn gì cả. Bà hỏi cái câu này tôi mới đánh giá bà là lợn đấy. Thì làm sao ta? Móc cái đầu óc hơi lợn tí. À gọi là óc heo đó. Dạ. Đi. Và đây có việc gì đây? Dạ, dạ xin phép thầy. Cái gì vậy luôn thầy? Gì nữa thầy? Sao bà ngồi lên con chó của tôi? Dạ không có ghế không thầy ơi. Không, cái vòng con chó. Hả? Này Lucky, sorry con nhá. Con chết một lần rồi. Con mẹ này con ngồi lên cũng không chết nữa đâu. Nhá. Dạ dạ. Đi đi con, đi. Đi rồi. Trời ơi, trời sao nhà thầy vong không vậy hả thầy? Đây tôi nói cho cô nghe. Tôi làm pháp sư 35 năm rồi. Dạ. Đấy. Trong nhà này tôi nuôi tất cả các loại vong. Ý thế ghê vậy? Này vong chó, vong mèo này, vong lợn này, vong chim này, gà này. Nói chung là những con vật nào mà người nó bị chết oan, chết ức mà người ta giết nó ăn thịt mà cảm thấy nhất là chó. Không, cái vong đó tôi cũng thấy đó thầy. Thấy ở đâu? Ở ngã năm chuồng chó đó, bữa thấy cái đùi ngon quá định vô ăn. Này, ăn cái đấy là mắc nghiệp đấy nha. Làm gì mắc nghiệp? Đây, bà thử ăn thịt chó đi rồi xong bà thấy mắc nghiệp nhá. Dạ. Mai mốt thì bà phải nghiệp con chó, bà phải nuôi con chó nhá. Dạ. Xong rồi bà phải dẫn đi nhá. Rồi bà để cái túi ni lông trong này, ở đây có tờ báo này. Xong bà dắt nó đi nhá, tung tăng. Đấy, tung tăng xong rồi nó đi vào gốc cây, nó đứng, rồi bà phải đứng bà rình như này. Đấy, khi nào nó đi ra bà phải hốt xong rồi bỏ trong túi, xong bà bỏ thùng rác. Đúng rồi thầy, cái nghiệp đó của tôi đó, giờ tôi nuôi thú cưng tôi chăm sóc còn hơn con tôi nữa mà. Đấy. Dạ. Không nên ăn thịt cây. Dạ. Cảm ơn thầy nhắc nhở nha. Ô, cái gì nữa thầy? À, con chim mà hoa mi. Chim hoa mi nó đậu trên cái khăn. Con ơi xuống đừng ơi. Trên khăn cô. Trời ơi. Ôi Miu. Cái gì nữa? Sao con cào cái quần của cô đây? Để tao tụt tụt tụt. Thôi đi rồi. Nó đi rồi. Tôi đuổi nó đi ngay. Bà mà tuột cái đấy xuống thì cả cái dạp này nôn hết. Đúng rồi thầy ơi. Chứ lõa lồ coi nó kỳ lắm, bận áo dài mà không có quần cái kỳ đó. Nói chung là giờ xúc vật trong nhà thầy nó đi hết chưa thầy? Đi rồi, ngồi xuống đi. Ngồi được chưa? Được rồi. Ngồi đây được không? Thôi tôi ngồi xuống đây. Ngồi bận áo quần thế này mà ngồi đây hèn lắm. Ngồi dạ. Đây đi. Ngồi đi. Dạ anh chó, anh mèo, anh heo, anh gà cho đi anh ngồi. Đi rồi, đi rồi. Trời ơi, nhà vậy là xúc vật không thấy ghê quá. Dạ. Ôi! Cái gì đó? Nó cắn em ở đây. Không. Bà quên vén cái tà áo, tôi sợ nó nhăn. Thầy làm như thầy me tôi, thầy để ý tôi lắm nha. Thầy để tôi yên 5 phút nha, nãy giờ tim tôi là nó nhói rung động hết trơn rồi đó. Thôi dạ. Dạ. Ê. Dạ. Thế à, hôm nay đến đây để làm gì? Dạ thầy biết, cho nên em quên giờ mới nhớ thầy biết. Quảng cái tao quảng ngay chứ con. Sao thầy? Em nói bình thường còn chưa nghe, vừa khóc vừa nói thì chó nghe. Tại thầy hỏi đến gia cảnh em thì em khóc vậy đó mà. Gia cảnh thì cũng vừa vừa ấy. Dạ. Nói không ai nghe gì. Dạ, dạ nói bình thường. Bình thường. Thầy là tôi vô đây là tôi thấy vong xung quanh là tôi nể thầy rồi đó thầy. Thầy bắt vong hay quá. Trời ơi xin lỗi cô nha. Dạ. Tôi là nổi tiếng một thời. Anh liệt. Gọi hồn luôn mà. Vậy hả thầy? Tôi gọi hồn. Tôi gọi cái hồn nào mà nó ly kỳ không thầy? Này nhá,
tôi nói cho cô nghe, tôi làm việc rất là nguyên tắc. Dạ. Cách đây 5 năm, tôi gọi luôn được cả Sơn Tinh Thủy Tinh lên luôn. Có Sơn Tinh Thủy Tinh lên chứ? Gọi Sơn Tinh Thủy Tinh lên để giảng hòa. Rồi có hòa không thầy? Hòa rồi. Hòa rồi cho nên là không có bị ngập lụt, không có bị này kia nữa rồi. Xạo xạo không, mỗi lần mưa nó cũng ngập quá thì ngập đó thầy. Này, ngập cái đấy là không phải là do thủy tinh nhá. Ủa vậy hả? Là do con người. Con người mắc gì làm ngập? Con người xả rác nhiều quá nó ngập cống ấy. À. Đó, rồi phá rừng nhiều quá, ông Sơn Tinh ông cho nước xuống luôn. Hay quá, đúng rồi. Đấy, chứ không phải là ấy đâu. Này, tôi còn là trị được luôn cả, chữa bệnh luôn được cho cả con ma cà tưng đấy. Ma cà tưng mà nhảy vậy ngày xưa phim đấy. Ồ, thầy nhảy giống thiệt chứ. Đấy. Nhìn thầy giống lắm. Này. Dạ. Không phạm thượng thế nhá. Dạ dạ. Ôi thầy ơi, mà tại sao con ma nó không đi bình thường, nó phải nhảy cà tưng vậy, mệt thầy. Con ma đấy nó chôn lâu rồi. Dạ. Nó chôn lâu rồi mà người ta cứ chôn thẳng thế này này thì cơ nó cứng. Thầy bỏ được. Đấy. Thầy làm sao? Thế tôi mới chụp cái vòng nó lên xong rồi tôi làm vật lý trị liệu. Thế tôi cho nó đi tập gym. Thế là nó đi hay quá, tôi nể thầy quá. Ma cà tưng mà thầy còn chăm cứu được nữa, hay quá. Bởi vì dạo này người ta không có làm ma cà tưng, nó làm mấy ma khác không. Hay quá, tôi nể thầy quá thầy ơi. Hay quá trời luôn, còn gì để nói nữa. Đấy, thế à, tôi nói thật với cô ấy. Ngày xưa tôi ở Mỹ đó. Dạ. Tôi cũng gọi vong. Dạ. Gọi vong cho người ta. Vậy hả? Đấy, cô có dạ xem. Có. Tôi là tôi, người ta giới thiệu tôi mới biết chứ tôi đâu biết thầy đâu. Người ta mở trên mạng, ta nói ngày xưa thầy chụp được cái vong của cái vợ của cái ông mà cái mặt sệ sệ có cái nốt ruồi đây nè. Đó, mà chụp được cái vong mà trong khi bả còn sống mới hay á. À, cái đấy là tại vì ông đưa địa chỉ nhầm. Đưa địa chỉ nhầm. Nói thật ra thì trong bao nhiêu năm đấy thì tôi cũng làm ra tiền nhiều lắm. Dạ. Thế rồi đầu tư vào trung tâm nha khoa. Trời đất ơi. Thầy làm pháp sư chưa đủ sao còn mở nha khoa làm chi thầy? Mở mẹ gì? Nói sai chúng nó vả cho rớt răng ấy thì đi làm ấy chứ. À. Người ta đánh gãy răng xong rồi vào nha khoa làm hết. À vậy hả? Thành ra giờ thầy mới về Việt Nam ở đúng không? Ừ. Vậy mới có bước gặp thầy. Dạ. Nhưng mà hôm nay cô đến đây xin lỗi cô này. Có việc gì chứ hôm nay là nói chung là tôi giải nghệ rồi đấy. Ôi trời ơi, thầy ơi đâu có giải nghệ được thầy. Tôi tới tôi nhờ thầy giúp mày giải nghệ chết tôi rồi. Không, tôi quyết định giải nghệ rồi. Giải nghệ? Chứ đâu giúp tôi đi thầy. Tôi giải nghệ. Từng có giải nghệ mà. Tôi phải giải nghệ. Từng có giải nghệ. Tôi giải nghệ, tôi tính thế này này. Dạ sao? Tôi 35 năm tôi làm nghề, cũng dạ. Là 35 năm là kỷ niệm của Thúy Nga. Dạ. Thế là tôi tính sang Mỹ giờ lại để tôi xem chương trình 35 năm Thúy Nga. Thầy ơi, thầy có đi á, thầy cũng giải quyết công chuyện gia đình cho tôi xong rồi tôi cho thầy đi. Thầy đi coi đi qua Mỹ phải không? Đúng rồi. Dạ, đi qua Mỹ là phải có tiền đô chứ thầy. Này. Dạ. Tôi nói cho cô nghe nhé. Dạ sao ạ? Cô đừng lấy tiền cô đập trong mặt tôi như thế này. Tôi không bao giờ thích cái trò này. Không có thầy ơi, thầy cô nói... làm như thế này là sĩ diện của tôi ở đâu? Thầy nói vậy là sai rồi, đó là tiền. Còn cái nào tiền đập vô mặt nó phải sắp như thế này đó. Đập như nè, đập nè, đập nè. Thấy cơn không? Giống như mát xa cái này mới đập nè. Đập nè, đập nè, thấy cơn không? Đó, cái đó mới đập đó thầy. Này, cô nhờn mặt vừa vừa ấy. Cô đem tiền ra cô đập vào mặt tôi thế này à? Cô tưởng đâu là tôi cần cái này à? Dạ dạ thôi. Cô sao lấy lại thế? mới vừa đùa. Đùa. Tại vì em sợ thầy cầm tiền nó bự quá mệt. Thôi cầm này nó nhẹ nhẹ vậy thôi à. Chắc cái tay. Vàng à? Dạ khỏi cắn thầy. Ừ cái này thì được. Dạ. Vậy thầy giúp hả thầy? Bây giờ tôi giúp cho. Dạ dạ. Tôi giúp về nhanh chóng để tôi còn đi sang Mỹ lại. Dạ. Thế bây giờ gia đình có chuyện gì? Trời ơi thầy, không dám cái chuyện. Đây này, cái mồm lại khóc nữa. Ờ, không. Nói thôi bình thường. Con nhỏ con gái gả lấy chồng mà nó kỳ quá thầy, nó không chịu lấy, làm như dông nhập nó. Hồi đó nó ngoan, nó nghe lời tôi lắm. Sao mỗi lần giờ nó nhìn mặt tôi ha, là mấy ngày nay nó nhìn thẳng vào mặt tôi ha, nó chỉ thẳng vào mặt tôi, nó nói bà vừa lùn vừa xấu vừa ác lắm bà biết không, bà vừa lùn vừa xấu vừa ác bà biết không. Ngày nó chửi tôi 3 lần như chú đại bi. Thế là bà giận nó chứ gì? Tôi giận lắm thầy ơi. Tôi nói cho bà nghe, vong nhập đó. Ờ, không cần phải vong nhập. Tại sao vậy thầy? Nhá, gặp tôi cũng nói như thế. Nếu bà cao bà đẹp nó đâu có nói bà lùn bà xấu thật. Nhưng mà
rành rạc con cái, có đứa nào nó dám nói mình vậy đâu. Từ đó giờ tôi nuôi nó hai mươi mấy năm chưa bây giờ nó nói, bây giờ vong nhập nó mới nói đó. Thế bây giờ bà tin là vong nhập gì? Vong nhập với lại gì nè, nó không lấy á, mà chồng nó đi về đây mà nó chửi ổng vậy. Ổng về nước xong bảo lãnh tôi. Thế thằng kia bao nhiêu tuổi? Dạ 13. Ôi 13 tuổi ấu dâm à? Là sao thầy? Con bà ít nhất phải hai mấy mà lấy 13. Đâu có, 13 năm nữa là ổng 100. Thế mà, tính ra là 87 tuổi. Dạ 87 tuổi. Thế sao không lấy bà? Ổng không chịu lấy tôi, chứ ổng chịu là tôi hố ổng rồi. Ừ, cỡ này 100 tuổi cũng không lấy bà đâu. Nói quá thầy. Tại vì ổng là Việt Kiều cho nên là tôi mê ổng lắm. Ổng lấy cái là đảo lãnh hai mẹ con tôi qua liền. Bây giờ thầy giúp tôi, thầy chụp cái vong ra cho nó đồng ý đi ông. Thế con bà đâu? Dạ con em ngoài kia kìa. Kêu nó vào đây. Con ơi con tôi vô tôi trình với thầy trước thầy. Đây nè con gái tôi này đẹp quá phải không thầy? Nè con tôi nè. Vô đây con. Vô. Dạ đây ơi, con đất em ơi. Dạ. Trời ơi cái chỗ gì mà tối thui như cái động vậy? Hả? Trời ơi nói kỳ vậy con. Cái am của người ta mà nó có động. Làm như mẹ là gái của ông này là khách vậy. Quên, đeo kiến. Ừ, gỡ kiến ra. Trời ơi, cũng tối thui à. Vong nhập nó thầy thấy không? Sáng vậy mà nó thấy tối thui à. Thấy ghê không? Chào thầy đi con. Bỏ đồ ở đây rồi chào thầy. Con tay chào thầy. Ông có dạy tôi ngày nào đâu mà mới bắt tôi kêu ông bằng thầy. Này này, tôi nói cho cô nghe nhá. Không cần phải dạy mới gọi bằng thầy. Có nhiều người học vật vã ra. Đi dạy chỉ có một bộ người thế này gọi bằng thầy thôi. Người nào người ta học gọi bằng thầy thôi. Còn những người như tôi này, chỉ có một tí tẹo của ơn trên cho thôi. Bao nhiêu người phải gọi bằng thầy. Chắp tay, con lạy thầy, con lạy thầy. Thầy đừng lạy con gái. Chả biết con mẹ gì. Dạ, thầy đừng lạy con gái em. Dạ, dạy thầy. Thầy giúp con gái em đi, con gái của em đó. Có gái bà đấy hả? Dạ, con gái em á. Tôi nói bà nghe. Dạ. Con gái bà quá đẹp. Dạ. Gặp cô ấy tôi chỉ có 8 chữ trong một câu thơ để tôi nói về sắc đẹp của cô ấy. 8 chữ. Nói đi thầy. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Hay quá. Con tôi mà 9 tháng 10 ngày ít nhất nó phải lấy miếng máu tôi chứ. Nhờ vậy nó mới đẹp đó. Đấy tôi nói nha. Trong một cái chuối nó đẻ mấy cây con. Dạ. Nó phải giống cây mẹ. Phải giống em chứ. Tôi nói thật với bà. Con bà nó 8 chữ. Dạ. Bà chỉ 4 chữ thôi là đã nói lên được sắc đẹp của bà. Của em giống như là thuốc bắc mà sắc lại vậy đó. Người ta 8 chữ là em 4 chữ, đúng không? Đúng. Quốc sắc thiên hương. Bình thường. Tứ đại mỹ nhân. Bèo. Chim sa cá lặn. Bỏ đi. Chứ là 4 chữ gì? Ma chê quỷ hơn. Má. Cái gì? Con tôi không có bệnh gì đi hết trơn á. Hả? Má ở đây đi. Tôi đi về. Con mà về hả? Con mà về má đập đầu tự tử liền luôn á. Trời ơi má ơi. Con đã nói với má là con không có bệnh gì hết á. Con mà về má cho xe cán á. Xe má... cán tôi đi xe. Xe cán tôi đi. Mỗi lần á mà con nói tới má cái má đòi chết đòi sống à. Xe cán tôi đi. Con xe. Không có bệnh gì hết á. Cán tôi đi. Mày cứ để yên đi mày cản làm gì. Để cho xe cán bà đi. Thế giới đỡ một con xấu. Trời đất. Cái gì vậy? Thầy ơi thầy. Nó bị nhập rồi đó thầy. Bà vừa lùn vừa xấu vừa ác. Bà vừa lùn vừa xấu vừa ác. Tôi nhìn bà lâu lắm rồi bà biết không? Đó thầy thấy không? Đó thấy ghê không thầy? Má ơi cái gì vậy? Con bị gì sao tự nhiên con mệt quá? Trời ơi cái vong này nhập vô mà không phải vong bình thường. Cái vong này làm như là con mệt con cứ ngồi đây đi. Ngồi đây thấy không thầy? Thầy ơi con bị gì vậy thầy? Không con bị sao đây? Cái gì vậy? Tôi nói cho bà nghe nhá. Con này quỷ nhập nó. Không quỷ là bình thường. Con này phải hơn con quỷ. Hay quá thầy ơi. Nó nhìn vào mặt con quỷ này mà nó chửi được. Nó phải hơn là con quỷ kia. Thầy Pháp này, ông đang khen hay chơi tôi vậy cha? Không, cái đấy là tôi nói thật. Chứ không phải là bình thường. Đúng rồi. Tôi nói bà nghe. Bây giờ có cách nào trị nó không? Bây giờ cách trị thì tôi rất là nhiều. Đây. Đây. Tất cả những cái này là tôi toàn là trị quỷ. Ờ. Dây thừng này. Roi dâu này. Ừ. Chổi cha này. Ừ. Đòn gánh này. Ờ. Đấy. Chổi lông gà này. Tất cả các thứ.
nhưng mà không ăn thua với cái con này đâu. Bây giờ kiếm cách nào kỹ nó? Bây giờ phải hiện đại hơn. Đúng rồi, tôi trục là phải ra. Với điều kiện. Điều kiện gì? Trích điện. Từ đó tới giờ tôi mới thấy á, nó sợ được kìa. Trích điện luôn, nó cười là nó sợ đó. Yên tâm, trích điện nó sẽ ra. Bây giờ. Nhưng mà có sao con gái tôi không? Không, nó chỉ ú ớ tí thôi rồi cái vòng nó xuất ra thôi. Dạ dạ dạ. Bây giờ này, bà ôm nó lại, bà ôm nó lại đi nha. Con gái ơi, con gái, ra đây mẹ, mẹ nói nghe nè. Mẹ thương nè, ra đây mẹ thương nè. Ra đây mẹ không bây giờ này nha. Nghe lời mẹ, cho mẹ ôm. Lâu quá mẹ không ôm con, mẹ ôm cho lay cái đẹp. Người ta nói là ôm người đẹp tôi sẽ lay đẹp nha. Ôm mẹ, mẹ ôm con. Ú tưng mất tưng mất tưng. Mẹ làm cái gì vậy? Ôm mà ôm mà. Rồi, mẹ ôm gì vậy? 1 2 3 chích chích chích. Ôi. Cái gì vậy? Mẹ bị gì vậy? Tạo dáng. Bị gì vậy? Tao có đâu, tao muốn đứng dậy tao không? Không có bị gì hết trơn á. Nói nghe nè, ông hiện giờ là ông đang chí tao điếc thằng. Chí nhõng tao câu luôn. Tao nha, điện chứ không phải đồ chơi nha. Má có sao không? À dạ. Má có bị vào, gì không? Má bị hết trơn á, má muốn ôm con. Má muốn chí chí chí. Trời ơi, má có sao không vậy? Không có cái vòng nào nhập con vòng cô nội. Trời ơi, ôm mẹ, ôm mẹ, ôm mẹ. Silicon đâu vậy? Ê, sao tôi không có cảm giác gì không? Bây giờ là bà đã làm quen được với nguồn điện này rồi. Quen ngủ nội tôi chứ quen. Nhờ có miếng mút thổ giá. Trời ơi má không ơi. Có. Không có quen đâu. Ông làm ơn ông cẩn thận giùm tôi đi ông thầy. Trời bà. Ông phải cẩn thận. Đây, 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 má bị gì không vậy? Thầy. Má, bà có bình thường không? Ôm nó vào. Má, bà có bình thường không? Anh Hương, má đừng có làm sợ nha. Anh Hương, anh còn mạnh không? Anh ủ con gái. Hả? Anh ủ con gái. Bà mới bảo gì? Ủ con gái. Cái gì? Con lạy mẹ. Con năm nay 73 tuổi rồi. Nửa cái con còn làm không được. Má. Chết mẹ. Má, má có sao không vậy? Ê, cha nội nó nói muốn sản hồn. Bà mới bảo gì? Tôi nói là ông còn khỏe, ông phụ tôi một cái để ôm con gái tôi lại. Cái mặt ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi nghĩ như con gái bà nghĩ đây. Má bậy quá nha. Ba chết lâu rồi, má hồi xuân phải không? Trời ơi! Mày tầm ba không à? Ba mày mà còn sống hả? Là cái như ông chửi mày á. Nói mày ba không à? Nếu như mà thời xưa làm Tiết Hạnh Khả Phong như má đó, thờ chồng hai mấy năm à, thế nào cũng được chưng cái bảng. Cái gì vậy? Bà. Bà vừa lùn, vừa độc ác, vừa xấu. Bà vừa lùn, vừa độc ác, vừa xấu. Bà vừa lùn, bà độc ác, vừa xấu. Chửi má. Tôi nói cho bà nghe, bà lấy con gái bà ra chỉ là để bà kiếm lợi cho bà thôi. Bà chỉ ham tiền, bà ham tiền bà gái con gái của bà. Ồ, sao giống chồng tôi vậy? Tôi dù có chết tôi cũng trở về đây để tôi bảo vệ con gái của tôi. Ai cười vậy? Để qua tán mặt tay. Xuân rồi. Xuân rồi đi à? Ai mới vừa nhập vào tôi thế? Chồng tôi mới nhập vô thầy á, hay quá thầy ơi. Thầy làm ơn nhập lại đi, lâu quá tôi không tán vô mặt ổng, cho tôi tán ổng cái cho nó đã. Này bà chị ơi. Cho tôi tán. Em không điên. Giang em làm mấy lần rồi. Bây giờ em không thích một cái tát vào mà em phải đi làm răng nữa đâu. Cái ông chồng này thiệt, lúc nào ổng cũng nhanh lẹ, làm cái gì cũng lẹ, không bao giờ lâu được hết trơn á tội. Bực quá trời luôn thiệt, bây giờ làm sao thầy? Hả, như má có điện thoại. Đây này, đây này, điện thoại. Trời ơi, nó rung mà còn không nghe nữa. Cái gì? Hả? Chị Thúy hả chị Thúy? Trời ơi ơi. Dạ dạ, rồi em biết rồi, thôi tay thấp. Dạ chị thấp nhang giùm em nha. Chết rồi con ơi. Cái gì vậy má? Cái ông chồng của con 87 tuổi đó, ông đòi về lấy con. Bà vợ bà đứt con áo bà chết rồi. Có bà bạn bà nhờ bà tới bà phúng biếu mà mới thấy. Ông sáu đời vợ kéo tới đang chia gia tài, bắt đầu về xé tôi luôn. Mai tôi có bà chị bà báo. Yes. Đừng có vé. Ủa nó nghe nè, sao tôi đang buồn mà hai người vé nhau vậy? Bây giờ giải quyết đi. Xin lỗi bà. Hả? Chuyện này á, con bà nó nói tôi hết rồi. Ủa làm sao con tôi bị ma nhập mà? Ma nhập khỉ gì? Có bà điên thì có.
Bây giờ tôi hỏi bà đây, con mình đẹp mơn mởn này, bà đi gả cho thằng 80 mấy tuổi, bà điên à? Thì tôi nghĩ là qua bển thời gian thế nào nó cũng chết rồi tôi hưởng gia tài luôn. Hãy nhìn đi, nó xấu đời vợ kìa. Có tin bà không? Ê, nó kể cho tôi nghe hết rồi. Ủa con, sao con nói với mẹ là con kể cho thầy, làm nãy giờ ông vô ông chích điện mẹ muốn giật. Con nói mà mẹ đâu có nghe đâu. Mẹ ham tiền, mẹ ham đi Mỹ, mẹ ép con lấy ông Việt Kiều. Con đâu có thương đâu, con có người yêu rồi. Sao con nói với mẹ con có người yêu? Tại vì ảnh còn đi học mà ảnh học ở Mỹ á. Hả? Con sợ mẹ không chịu nên con không nói. Ý, hình như ảnh gọi con nè. Alo. Anh thấy em không? Em nè. Anh teo hả? Em nở nè. Trời đất ơi, nó teo hả con? Dạ. Ngược lại đi, mà con teo nó nở chứ, nó teo có làm ăn gì được không? Anh ơi, mọi việc ok hết rồi. Ờ. Mẹ em không ép em lấy ông Việt Kiều nữa. Ờ. Quen thế. Ê. Ê, teo. 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 Ê, mày ở bên đấy mà mày quen được con bên này đẹp thế. Mày giống thằng cha mày đấy chứ. Tao là thằng này giỏi rồi. Ê, nó nghe nè, ông là ai mà không biết thằng cha nó? Anh, thôi chút nữa em gọi là anh sau nha. Nha. À, bà hỏi gì? Anh là ai mà biết thằng cha nó? Này, không được gọi là thằng cha nhá, phải gọi là anh cha nó. Ơ, từ đó tới giờ người ta chửi, tao nói trời, cái mặt nhỏ y chang cha nó à. Chứ đâu ai nói mặt y chang anh cha. Đặc biệt, ở trong ngôi nhà này phải gọi là anh cha nó. Bắt gì tôi phải kêu anh cha? Cha nó đây. Thằng Teo đấy là con của tôi. Anh, con anh đó hả? Hai cha con đẹp y chang à. Con thì teo, cha thì quéo. Thì cưng quá trời vậy đó à. Này gái. Dạ. Anh hỏi gái, gái có nhìn thấy anh chưa mà gái bảo anh quéo. Nãy giờ thấy đứng quéo quá. Không, anh đứng thì quéo thế thôi. Nhá. Anh nằm nó không quéo. À, nằm thẳng. Nằm quéo. Nằm thẳng. À, nằm thẳng. Dạ. Tôi nói cho bà nghe, xin lỗi bà, con bà gặp ai chứ gặp con tôi thì tốt phúc rồi. Vậy hả? Mà con tôi nó cũng tốt phúc là gặp con này. Con này nó không phải như bà, tính nết nó khác bà nhá. Còn con trai của tôi báo cho bà biết, nó không phải là một đứa bình thường. Nó học đàng hoàng, nó ra đại học rồi, nhưng mà nó ước mơ nó vẫn làm một cái gì đó to hơn. Cho nên nó học còn một năm nữa nó ra trường để nó lấy một cái bằng mà sau này nó có thể kiếm tiền nhiều hơn. Đấy là cái bằng người ta gọi là tiếng Mỹ, người ta gọi. Có biết tiếng Mỹ không? Biết. Tôi sợ không biết thì nói ra không biết đấy. Này, cái bằng ấy gọi là cái bằng Master. Hay. Trời ơi thầy ơi, Master chứ không phải Master. Master. Mẹ về Việt Nam lâu quá quên mẹ tiếng Mỹ hết rồi. Chửi tôi cho đã, hỏi tôi biết anh văn không đồ. Tưởng sao quất cái mắt, foot massage 15 đồng giờ. Con ông học master là nó ra cử nhân đồ xịn lắm. Đồng ý chứ không đồng ý, tại con tôi nó không nói. Tôi nói cho bà nghe, cái nghề gọi hồn đồ này nọ tôi bỏ rồi. Pháp sư phiêu diêu để treo đây để làm kỷ niệm thôi. Thế bây giờ này, con tôi nó quen với con của chị. Ừ. Phải vào trong đây. Đi vô ngồi con. Đây, ngồi đây, ngồi đây. Dạ. Ê, để xem ngày nào tốt tốt đấy. Ừ. Thì mình lại cho hai bên gặp nhau. Thôi cần mẹ gì xem ngày. Bỏ đi. Cứ mê tín dị đoan như thế này thì không được đâu. Chúng cứ nó lừa là... chúng nó ăn hết cả tiền. Đấy đấy, bây giờ thôi ông anh cứ xem đi. Coi coi hai đứa nó ngày nào tốt cho nó có với người ta. Không. Vậy là mẹ chịu hả mẹ? Chịu chứ. Bây giờ này này, sẵn dịp là Tết rồi. Với lại dù gì cũng là một nhà. Ở đây đây vô. Rồi ở đây cũng quẩn lâu rồi, đây đây cũng vô được một cặp. Này 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 này. Gì nữa? Cái này là phải xem lại nhá. Làm đi xem lại. Xin lỗi bà, đây dù đây không là cái gì nhưng nhan sắc cũng không đến nỗi tầm thường. Không phải là dai mà dễ dãi như thế nhá. Không có con gái con lứa nào mà gặp dai một hôm mà đi tỏ tình như thế này. Mà cũng không có thằng đàn ông nào mà ừ ngay đâu. Tôi là tôi có cái quyết định của tôi. Tôi có cái sĩ diện của tôi. Phải cho tôi thời gian. Bao lâu? Hai hôm. Mai anh trả lời. Quá đi bồ đặt giả bộ. Rồi bây giờ cứ quyết tôi định nãy tôi thấy chích vô vòng ba tôi là tôi nghi rồi. Cứ quyết định như này.
Dạ. Thế Tết này thì cho gọi nó về luôn. Ừ. Nó về ăn Tết ở đây. Ừ. Rồi sẵn rồi dẫn sang nhà chị. Ừ. Nếu mà được thì cho chúng nó làm đám cưới luôn. Ừ. Thế là Tết này là mình tam hỷ lâm môn. Ủa làm gì tam hỷ lâm môn? Thì nói với thằng kia một cặp, đây với đây một cặp. Ủa vậy mới có song hỷ à? Tam hỷ, chẳng lẽ tôi có chữa? Trời ơi má, bậy nghe. Cái này chích vào đít bà. Chứ đây chưa có gì. Ra đây. Đây này, cái tam hỷ lâm môn là này là đây sao? Với đây một cặp, đây với đây một cặp. Tết nữa, vui nữa là phải tam hỷ lâm môn không? Vậy hả? Vậy thôi giờ báo hỷ với bà con, ra duyên mình cưới luôn. Cưới luôn nha con nha. Giờ mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì. Tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ nè em liều mạng đứng cho anh dạt luôn á. Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Lý do chính á, tôi không thể nào ở với cô được. Tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không là không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè, phải ở một con vợ ốm nhom ốm nhách ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng... anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ mới chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. Con á, cô để dành nuôi tôi không có dành đâu, nghe chưa? Mà tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô, bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa, nhưng mà em lại anh gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa? Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi. Cái áo này, nó xúc chỉ em mới giá xong đó. Anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy?
tiễn với ông. Năn nỉ hoài vậy mà nó hiền đó. Vĩnh viễn người vợ khó mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái dòng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do mà không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ. Tặng em cái nhẫn hả? Ba cara chứ gì? Chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ừ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chút nha. Ừ, bye em. Ú, trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 li 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 li. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày. Tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Em ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ, xin lỗi, chào bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là coi em. Anh thêm à. Em nhận rồi phải không? Đúng rồi, nguyên cái bánh bèo có ba ăn tôm khô bị cháy. Anh em về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con, sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi, trời còn khuya à. Thôi mà em, dầu gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm, trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Thôi. Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha, nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng cho anh 4.000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chừng té em.
Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngài bước chân ra đi. Anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đồ trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Ông hỏi mau thấy làm sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Cái bà nói muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn, hỏi cái gì? Nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi không biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông. Trời ơi, thằng điêu lơ nó quay o cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7,000. Trời ơi may mắn quá. Rồi... từ 7,000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4,000. Đi học neo có 3,000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4,000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5,5. Bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi? Hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dù gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh che tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10,000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10,000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10,000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4,000 mà hút cái eo hết 10,000. Mày nằm không mày lời 6,000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả? Thôi mà. Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nói chứ, em ơi đứng cạnh em á hả? Anh được như dựa vô tùng vô bách. Tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như tùng vô bách. Vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô tùng vô bách. Thế thì nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời ơi, từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. Ờ đúng rồi. Biết nó nói sao không không đâu, nó mà đụng tới em hai cái hàng xương sườn em nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội đó. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung.
Em nhớ không? Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe có được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chỉ hai, cười tét rung, vui quá nên đành lấy giọng vào sang sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả? Anh mới nghe nó ta nè. Cái ta tao lấy đại liên tao nã mày ta cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à. Ta. Rõ ràng. Hổ là anh nghe ta rồi ha. Không mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội à. Nhìn cái hết muốn ăn cơm. Ta. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chỉ hai, trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Tôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Anh biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn rồi đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông bỏ. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xì. Cuối cùng là đi dai vậy đấy hả? Hồi đó cái áo giá không miếng ở trên cái dai đó thôi tắm thẹt đâu để lại. Bây giờ mặc đồ thấy gớm không? Thôi mà bỏ qua đi. Anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn thôi lại. Được rồi nha. Em nói cho anh nghe nè. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường á, nó không có cha. Anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind. Never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Biết. Yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Chị đi vậy? Tắm, đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi. Lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông, nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì, tắm chi? Do it!